Đây là phần thưởng của công ty ô tô Trường Hải tặng huấn luyện viên Park Hang-seo ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua U23 Qatar trong trận bán kết. Ngoài phần thưởng dành riêng cho huấn luyện viên, công ty ô tô Trường Hải cũng đã dành tặng 1 tỷ đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam và số tiền này đã được chuyển cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Công ty cũng tặng thêm các ưu đãi khác bao gồm 1 năm bảo hiểm vật chất, 1 năm bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm bảo hành mở rộng 2 năm. Huấn luyện viên Park Hang-seo cảm ơn công ty ô tô Trường Hải và cho biết sẽ nỗ lực cùng các cầu thủ U23 Việt Nam tập trung tập luyện chinh phục những mục tiêu mới trong thời gian tới.